Nga ơi, sao đi mới có 2 ngày mà lạ ba vậy hả? Ê ê, mà ôi lơ ba luôn tao ơi, mới đi công tác có mấy ngày mà lơ ba luôn kìa. Anh nào ơi, nè gọn thành nhìn ba luôn. Ôi đẩy đẩy ba luôn hả? Ôi ta chuông thôi, chuông chuông mà ngoan mà ngái. Ôi giận luôn, ôi ngồi giận kìa, đẩy tay ba kìa, trời ơi. Em múc ba ở nhà với Na nhiều hơn nhá, ngon không chịu hả? Sao ba mới đi có 2 3 ngày thôi mà khó chịu đấy hả? Sao lại ba la kỳ thế nhờ, kỳ cục thế nhờ, có nhìn ba không? Nhớ ba không? Không em nhìn luôn, giận luôn, giận ba rồi, giận ba rồi hả? Ba xin lỗi mà, không em nhìn luôn.